Em cũng tò mò đây. Đi ngang đây tự nhiên nghe bài hát hay quay luôn lại ghi hình bà con. Hai người thôi mà. Hai anh em hai chú cháu chi đó ngồi nhau rồi còn một cái loa kẹo nữa hát một bài hát về miền Trung. Tôi vượt đường xa xôi tìm em đã bao lâu. Em nghe được cái đoạn đó thầy bạc hát quen quen quay lại. Dạ đây là khu vực đường Bạch Đằng nha mọi người, bên con sông Đông Ba. Chiều nay và cuối tuần chiều chủ nhật thì mọi hoạt động như răng, đời sống bà con trên đường như răng. Dạ em mời tất cả mọi người cùng đồng hành đến với thăm Huế chiều đây nha, một chiều cuối tuần tại đường Bạch Đằng, nơi xuất phát của hành trình thăm Huế chiều nay, nơi có cái bài hát thân quen. Tôi vượt đường xa tới bao lâu tìm em đã bao lâu. Bài nhạc gì mà nghe quen quen cái lời mọi người. Đường Bạch Đằng về chiều cả rất là mát mẻ, tiếng à bên dòng sông vực này bên chùa cạnh chùa Diệu Đế, nơi có không gian yên tĩnh về bên trong. Đây là nơi mà hàng quán bà con sinh hoạt cả cô bạn yêu có nhau, nơi nào có mặt mẹ có tiêu đẹp nơi đó sẽ có hàng quán mọc lên. Dạ lúc này cũng 6 giờ chiều rồi mà. Về những ngày có cũng là những ngày nắng nóng, chiều chiều tối tối ra đường thông mát đó. Chiều bên dòng Đông Ba với những băng nhau dốc khổ thân quen đó. Chiều cuối tuần, dạ. Bây giờ thì hình như là Huế thì nhiều địa điểm để vui chơi, giải trí. Như mùa nắng này thì những ngày nắng nóng này thì chắc chắn là biển Thuận An sẽ đông. Không những Thuận An mà chắc là cùng những bãi biển ở Huế dịp cuối tuần sẽ rất là đông đúc. Bà con đi tắm mát nóng quá trời, 38-39 độ C. Hàng quán ngay đầu đường Phan Đăng Lưu lúc nào cũng có mua ba món ăn quen thuộc. Chờ Đông Ba mọi người. Giờ này bắt đầu ẩm thực đêm hoạt động. Bài nhạc tự nhiên thấy ở Huế mà không thấy nhớ Huế.
Tôi vượt đường xa tìm em đã bao lâu, chỉ nhớ mắng nhớ mà chỉ nhớ được cái đoạn đó là nó hay. Dạ. Cảnh chiều thân quen của Huế đó, sườn cao bồi con nhau bên trường tiền sắp hương. Có ngôi nhà màu vàng rất là nổi bật ngay mới cầu Trường Tiền bên đường Trần Hưng Đạo, một cơ sở giúp anh giúp anh về có quen về thế hệ bà con nào không, chứ em đi không biết lắm những cái thương hiệu ở đường Trần Hưng Đạo nhiều. Và bây giờ trong đền cạc bền sông đông đúc lắm mọi người, chúng ta đi vui chơi cũng như đi tập mát sông Hương. Còn đây là những quán chè 20 món đặc sản của Huế, cái khu vực trung tâm văn hóa rạp Hưng Đạo đó. Chợ Thường Tứ, công viên Thương Bạc, bây giờ vào nội thành thì đường chiều buông rồi. Dạ, bây giờ người đi lại tham quan du lịch. Giờ chiều thì các cái cánh cửa nội thành nơi lăng tẩm người ta cũng bắt đầu đóng cửa từ lúc 5:30-6 giờ chiều. Đây là những cái gian hàng đồ lấn chuẩn bị cho mùa thu nữa rồi. Nay gần cuối tháng 6 âm lịch, qua tháng 7 mùa vu lan, mùa vu lan xong là đến Tết Trung Thu, qua tháng 8 mọi người. Đường chiều rất là đông. Giờ này thì chắc không phải là giờ đi làm về mà giờ đi chơi. Ngày cuối tuần ở nhà nhà đều chờ con cái trên xe. Chúng ta đang qua cầu Thủy Xuân, cầu mới. Bên dưới dòng sông này đó có nhiều chuyện thành công đang chờ khách cá nhân đó. Sông Hương thơm mộng. Tàu đi trên tàu có một cái ống ánh và ta đừng chiều hay mát mọi người. Bà con thôn quê là nghe nặng là sợ lắm. Công viên cạc bến sông ngày cuối tuần rất là đông. Qua hết cầu chúng ta đi thẳng về hướng đường Hà Nội. Để vào Hai Bà Trưng. Bây giờ này bắt đầu lên đèn rồi.
hàng còn ở đây đông, đông là vì ngay cổng bệnh viện mọi người. Nhà bệnh nhân ra vào cổng bệnh viện, nơi mà không ai muốn muốn ghé và không muốn ở lâu, chính là bệnh viện. Ai đau ốm bệnh tật người ta ai cũng lo sợ mọi người. Đây đường phố đi bộ Hai Bà Trưng, không biết mấy giờ bắt đầu hoạt động, bây giờ thì hơn 6 giờ hoạt động rồi. Đã chặng đường rồi, cái khu vực đâu được cuộc phố đi bộ Hai Bà Trưng. Hôm nay dịp cuối tuần, hôm nay chủ nhật thì đến thứ 6 thứ 7 chủ nhật thì đều đặn người ta là hoạt động cho dành cho phố đi bộ. Dạ bây giờ còn sớm thì chắc cũng chưa đông lắm, còn đến tối dạ bà con vui chơi mới đông hơn. Còn bây giờ thì những gian hàng đã chuẩn bị đâu có đỏ mà hàng ăn hàng uống. Bây giờ đi chơi hay là làm gì thì cùng chủ yếu nhập vào cái những cái gian hàng ẩm thực và phân đông người ta thưởng thức, như đi mệt thì nghỉ chân ăn uống, nên ẩm thực càng ngày càng phong phú mọc lên nơi nơi. Dạ chờ Pháp Vinh, chờ Hai Bà Trưng. Một buổi chiều cuối tuần, đây là em đi ngang những con phố ít nơi vui chơi, chứ ngang qua những thành phố đi bộ như phố Tây hay là các cái tuyến phố đi bộ bên dòng sông Hương thì cũng rất là đông người. Và đây là một trong những tuyến phố đi bộ Hai Bà Trưng, rồi ngang qua khu vực chợ nhiều. Và đây đường Lý Thường Kiệt mọi người, hiện đường bây giờ cũng chưa có mở lên, là đúng 6:30. Dạ em cùng lang thang nhiều cuối tuần đưa bà con đi thăm Huế, thăm bà con đường phố, hy vọng mọi người cùng đi thêm Huế chiều nay nhé, cùng em vui. Dạ đi trước kia chúng ta ra đến ngã tư đường Đồng Đá, rất là nhiều đường phố rộng lớn bây giờ. Đi trên đường là bây giờ nó cũng hưng thực bởi kia hơi nhựa đường đó mọi người, nóng mà thời tiết nhiệt hạ rồi thì cũng đỡ. Ở đây ngã tư Nguyễn Huệ, Đồng Đa, Hai Bà Trưng. Dạ hy vọng bà con thấy vui khi xem video thăm Huế chiều nay thì em vui. Dạ em xin tạm dừng video, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nha mọi người. Dạ em xin chúc tất cả bà con mọi người luôn vui khỏe bình an. Dạ em xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Đường Nguyễn Huệ kia có điện
giờ đi lo lo chập chập đó. Giờ chàng vàng đó, nhất chàng vàng gì chàng đóng